lại máy ảnh ra Định ơi. Sáu giờ 15 chưa? 6:12 rồi. Rồi mình không chạy. Tranh thủ đi. Lấy máy ra đi. Lấy máy ra chụp đi. Mình đỏ có hình rồi mà, đúng không? Ủa, có còn nhạc chào sơn không anh? Chắc khỏi đi hả? Ờ, chắc khỏi. Khỏi đi. Rồi máy chạy rồi đó anh. Mọi người lấy cho anh cái cờ lưu niệm ở trong sân chứ Vân. Có cơm ăn trong đâu? Alo alo alo. Xong chưa? Nãy qua mở nhạc khỏi luôn. Alo, xin chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với sân bóng đá của Quang Trung. Để chúng ta sẽ có một trận đấu giao hữu trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu giao hữu giữa An Ly Boy và Huyền Đỏ FC. Ngày hôm nay có thể nói là một ngày buổi chiều của thời tiết cuối tuần chủ nhật, một buổi chiều quá mát mẻ trên sân bóng đá Quang Trung. Và một khung trời quá đẹp dành cho hai đội có thể có một trận đấu giao hữu như thế này. Và trận đấu chúng ta đã được bắt đầu. Trong hiệp thi đấu thứ nhất này thì Early Boy họ sẽ có cho mình khung thành bên phía tay phải và nhỏ quý vị và các bạn. Còn sau khi đó Huyền Đỏ FC họ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Và ngày hôm nay thì Huyền Đỏ sẽ ra sân với sắc phục sẽ là áo đỏ quần sẫm, còn sau khi đó Early Boy họ sẽ có nguyên cho mình là full kê sám thưa quý vị. Những pha bóng đầu tiên đến từ hai đội trong trận đấu giao hữu này. Và cầu bóng hay, một cơ hội, một pha cắt kéo rất lắc léo đến từ vị trí của cầu thủ ma số 11 bên phía đội hình Early Boy. Những cầu thủ trẻ sẽ đối đầu với những người anh của mình bên phía Huyền Đỏ FC. Và sẽ là một trận đấu khá thú vị trong buổi tối ngày hôm nay trên sân bóng đá Quang Trung của chúng ta.
Và trận đấu này chúng tôi vẫn đang phát sóng trực tiếp qua phần mềm Quang Trung Sport. Vậy như nếu như anh em yêu thích trận đấu này, hãy cho chúng tôi một lượt like, một lượt chia sẻ nha anh em. Vâng, và không để mọi người chờ lâu thì tôi xin công bố đội hình ra sân cũng như là đội hình đã đăng ký cho buổi chiều ngày hôm nay có ai đội. Còn về Early Boy, họ có sự xuất hiện của cầu thủ mang áo số 62 Minh Nhật, số 20 Hoàng Khương, số 3 Hải Nguyễn, số 19 Tú Sù, số 0 Vinh Công Chúa, số 9 Hy Béo, số 11 Anh Trọng, số 8 Hoài Nam và số 5 là A An. Anh Early Boy. Đó. Đó là cái tên đó mà. Còn bên phía hiện đại FC họ có sự phục vụ của vị trí cầu thủ mang áo số 23 Mở Sang, số 9 Anh Kho, số 14 Văn Tưởng, thêm một số 14 nữa đó là Hồng Hà, số 4 Tí Em, số 7 Văn Thuận, số 5 Tuấn Trịch, số 9 Tùng Trinh, số 18 Hiếu Tô Rê, Hiếu Tô Rê thưa quý vị, số 21 Vinh Thành, số 7 A Trung, số 17 A Trung thưa quý vị, số 5 Đình Phước, số 75 là Tí Hồng Công. Đó là những cái tên mà hai đội đem đến trong trận đấu này dành cho trận đấu cho hội trưởng hai đội Huyền Đại FC và An Early Boy. Tiếp tục sẽ là những người anh em bên phía Huyền Đỏ FC với chuyên gia Lê Phước Trần. Ngày hôm nay thì cũng khá lâu rồi chúng tôi mới có thể chiêm ngưỡng được những người anh em Huyền Đỏ thi đấu trên sân bóng đá quay chung. Họ sẽ có cuộc đối đầu với một đội bóng có vẻ mới là một tí so với những câu lạc bộ thường sinh hoạt trên sân bóng đá quay chung, đó là An Early Boy. Lúc này thì đội hình của anh Early Boy thì đem đến với một đội hình khá trẻ thưa quý vị. Những cầu thủ ở tuổi đôi mươi. Sẽ có cuộc đối đầu khá thú vị với những người anh em ở bên phía Huyền Đội FC. Trong đội hình ra sân này thì đội bóng Huyền Đội FC họ đem đến một dàn cầu thủ cũng khá trẻ để có thể đối đầu với một sức trẻ bên phía anh Early Boy. Lúc này thì mới có 3 phút trôi qua mà nhịp độ trận đấu và đã có thể nói là khá nhanh. Một nhịp độ trận đấu giúp cho chúng ta có cho mình được cái sự thu hút nguy hiểm không à. Ngày hôm nay thì phong cách ra sân của thủ thành bên phía anh Early Boy có một phong cách khá là chân trả. Thì anh chọn cho mình một đôi găng tay bằng da cũng như là đôi giày bằng da luôn anh em. Một đôi giày made in Việt Nam. Tạo cho thủ thành này có những cảm giác tốt nhất. Nhưng đây sẽ là cơ hội chưa được một và xử lý chưa thể thành công đến từ Tuấn Kiệt. Lúc này thì Huyền Đỏ FC họ cầm bóng nhiều hơn nhưng sẽ thật sự khó khăn nếu như họ cứ tiếp tục cầm bóng như thế này. Tiếp tục sẽ là Huyền Đỏ FC. Và ông trọng tài ngày bắt chính trong ngày hôm nay sẽ là ông trọng tài Văn Tiến. Trọng tài chất lượng trong khu vực huyện Châu Đức cũng như là thị trấn Ngai Dầu. Đường trên. Tiếp tục sẽ là những người anh em ở Lê Bòi. Hay rồi, khoảng sống được mở ra. Rất nhiều tình huống băng bật nhỏ mà anh Lê Bòi tạo ra trong trận đấu này. Và có lẽ rằng thì
diện tích sân như thế này sẽ giúp cho họ có cho mình được thêm nhìn tình huống vật bậc nữa. Mà chúng ta thì thường thấy ở những câu lạc bộ lớn như là Barcelona hay là Arsenal mà thôi, họ sẽ bắt đầu thi triển những lối võ công mà họ đã tu luyện hơn hàng chục năm qua để có thể đối đầu với Huyền Đội FC lúc này. Đó là cách chơi anh Ali Boy. Hay rồi, cơ hội chưa thể xuất điểm thành công. Vâng, một pha tay ngã trước vòng cấm nhưng ông trọng tài Văn Tiến đã xua tay. Đội trình đưa lên bóng dành cho anh Ali Boy. Khi mà anh Ali Boy có bóng thì ngay lập tức có sức đồng cái bóng áo đỏ áo sắc. Và lúc này thì tiếng còi của Văn Tiến cũng đã cất lên rồi. Vâng, xin chào những người anh em đang xem trực tiếp qua fanpage của Watch Sport của chúng tôi nha. Xin chào tài khoản của tên Cha Bảo, xin chào Sơn Sư. Vâng, Cha Bảo đã có một cái bình luận khá thú vị là Tú ơi đồng báo nữa. Vâng, Tú là cầu thủ nào thì chúng tôi vẫn chưa thấy nha. Vâng, Tú Sư, cầu thủ mặc áo số 19 bên phía anh Ali Boy. Tại vì như là nhắc nhở đến từ tài khoản của Cha Bảo. Một cơ hội đá phạt, xin đi đi. Và sức điểm xuất nhận đến từ cầu thủ mặc áo số 20 của đội bóng anh Ali Boy, đó là Hoàng Khương. Và lúc này thì bắt đầu chúng ta có thể thấy là sương mù đến từ cầu thủ hàng xóm đã xuất hiện trên sân bóng đá quan trọng của chúng ta, tạo cho một bầu không khí thật sự Đà Lạt và thật sự vô mốt trên sân bóng đá quan trọng. Nguy hiểm và đã có tiếng còi cất lên và sẽ là một quả đá phạt dành cho đội bóng anh Ali Boy sau khi ông trọng tài Văn Tiến đã có tình huống cất còi và ông cho rằng tình huống đó là bóng chạm tay. Và đây sẽ là vị trí của cầu thủ mặc áo số 3. Hơi khác một chút như câu sau nha anh em. Một cơ hội bóng chuyền xa ngang. Cơ hội đã đến dành cho các chàng trai anh Early Boy. Đó là vị trí của Hải Nguyễn cũng sức điểm xuất nguy hiểm của cầu thủ này. Khung thành của thủ thành bên phía Huyền Đỏ đã rung lên bầm bập. Và lúc này thì sương mù ngày càng dày hơn rồi anh em. Một phong cách rất Đà Lạt nhưng hơi khác một xíu thôi. Chúng ta thường liên tưởng đến với một trận cầu có những siêu sao, cùng với đó là mặt cỏ thật đẹp đến từ trại bóng đá ngoài hàng Anh. Và ngày hôm nay thì bầu không khí của xứ sở sương mù cũng đã đến với sân bóng đá Quang Trung. Nguy hiểm quá. Một điều kiện như thế này thì chúng ta sẽ thường thi đấu thú vị hơn mà thôi, không sao. Hơi ảo ma một chút đúng không anh em? Cũng lâu lâu mới có chứ không phải là có hoài đâu anh em, nên là chúng ta hãy tận hưởng đi. Bóng vẫn còn dành cho Huyền Đội FC. Dứt điểm không được. Chưa có tình huống dứt điểm nào đến từ vị trí của những anh em Huyền Đỏ. Cơ hội anh Early Boy họ vẫn có cho mình được những tình huống nguy hiểm, tạo ra được những sự khó khăn dành cho Huyền Đỏ FC. Bóng vẫn còn dành cho Hải Nguyễn. Những pha chạm chạm bóng ở khu vực dưới sân luôn tạo ra một tiền đề để cho đội bóng nào đó có thể có được bóng và tạo ra được một tình huống phản công cực kỳ nhanh. Đội chiến hay, cơ hội dành cho Tuấn Kiệt. Hay rồi, đội công rất nguy hiểm. Những pha chạm chạm bóng rất mạnh mẽ khu vực dưới sân.
khi mà chúng ta có thể thấy thì nơi sự hỗn loạn nơi khu vực giữa sân luôn là tiền đề. Quý vị bàn thắng dành cho các chàng trai bên phía đội bóng anh Early Boy, đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 0 Vinh Công Chúa, thưa quý vị. Vâng, khi mà chúng ta đọc được cái tên này thì có lẽ rằng thật sự thì anh Early Boy họ có một sát thủ trong đội hình, một cái mái tóc khá nổi bật và khiến cho Vinh Công Chúa nổi bật hơn bao giờ hết khi anh có thêm một bàn thắng trong khung này. Quá tuyệt vời, mô công dành cho đội bóng anh Early Boy. Rất nguy hiểm. Đây sẽ là Tuấn Kiệt. Hiện đội SC bắt đầu tràn về vào sân nhà của đối phương. Đây là Manchester United. Tuấn Kiệt. Tiếp tục là Manchester United. Đội trình. Bắt đầu thì các cầu thủ áo xám họ đã có cho mình được những pha phòng ngự hay sau những phút vừa qua. Một sức ép khá lớn đến từ những người anh em Huyền Đỏ FC. Ngày hôm nay thì Huyền Đỏ cũng đã có cho mình được những sự xuất hiện khá kịp thời. Có thể đến như là Tùng Trinh, Hiếu Torres và kể cả anh cầu thủ mang áo số 4 nữa thưa quý vị. Đó là TM. Để chiếc bao. Một cơ hội xin đi bay. Cú sức điểm xuất nhận. Khoảng cách là khá xa và cú dứt điểm cũng không thể chính xác nữa thưa quý vị. Một trận cầu sương mù như thế này sẽ giúp cho chúng ta bớt đi những cái nắng nóng của mùa hè lúc này. Từ sương mù chúng ta hơi khác một tí nhưng không sao thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trận đấu này vẫn đang được đón tiếp với rất nhiều khán giả đến sân xem trực tiếp thưa quý vị. Rất đông những cầu thủ và gia đình của các cầu thủ trong trận đấu này đến sân xem trực tiếp. Một trận đấu rất hay và sẽ thu hút thật nhiều khán giả hơn nữa. Và lần sau lại xem. Đây là Manchester United. Manchester United cơ bao sẽ là một quả đá phạt góc dành cho đội bóng Huyền Đỏ FC. Cú dứt điểm ở khoảng cách rất xa. Và ngày hôm nay thì cầu thủ mang chiếc áo Manchester United bên phía đội bóng Huyền Đỏ ra sân với một đôi giày có thể thấy là khá chuyên nghiệp thưa quý vị. Vâng. Cũng có một thông tin rất hay đến từ nhà báo bên phía Huyền Đỏ FC là đôi giày ở bển vừa mới gửi về và khui hàng và khui tem chơi luôn. Thì đây là một trận đấu giao hữu có tính chất khá quan trọng của hai đội. Đội chiếc vào, đá đâu đi, không được, bóng vẫn còn cho Huyền Đỏ. Nhưng lần này thì vị trí của cầu thủ Ma số 0. Xin lỗi mọi người, cầu thủ Ma số 8 đã có bóng thành công. Và một người hay đến từ vị trí của Hồng Hà nhưng chưa thể vượt qua được các chàng trai bên phía anh Early Boy. Được chưa đâu, nguy hiểm quá.
Vâng, xin chào tất cả các tài khoản đang xem trực tiếp qua phần 7. Xin chào tài khoản có tên Như Nguyễn, xin chào Bùi Sơn Hồng. Vâng, Bùi Sơn Hồng đã có một cái comment là khá vui, là lúc này thì Bùi Sơn Hồng cũng đã làm xong mò rồi. Anh em anh Early Boy cứ việc đá xong là đem bia tới là ok. Vâng, phải ra chuẩn bị không biết bao nhiêu là mồi cho đủ khi mà một đoàn quân đến từ anh Early Boy. Quá nhiều cầu thủ đang thi đấu trong ngày hôm nay. Và sau trận đấu này thì chúng ta sẽ có thêm một trận đấu quan trọng nữa. Trận đấu giữa hai đội nhưng ở một chiến trường khác chứ không phải là sân bóng. Chúng ta sẽ có thêm những cốc bia và những dĩa mồi thượng hạng đến từ tài khoản có tên là gì ta? Bùi Sơn Hồng. Vâng. Và nếu như anh em nào muốn mời anh em tôi đi nhậu thì hãy làm mời nhiều nhiều nha anh em. Vâng, tôi cũng rất thích nhậu đó anh em à. Rất hay, Manchester United vẫn chưa thể có những pha dứt điểm thành công. Pha xử lý của tí em nguy hiểm. Manchester United cầm được. Cầu thủ đến từ ngoài hàng Anh của chúng ta vẫn chưa thể có một pha dứt điểm hay. Đối trình có bầu. Có luôn hả? Đâu? Ra khai rồi Tuấn Kiệt. Nhưng mà trận chăm sóc mạnh mẽ của Tuấn Kiệt trong những thời điểm vừa qua. Sau khi anh Early Boy họ có bóng, họ có bàn thắng thì bây giờ họ có vẻ chơi chậm lại. Và bây giờ sẽ là một quả đá phạt góc dành cho các chàng trai áo sáu của chúng ta. Phía trong đang có Vinh Công Chúa cùng với đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 20. Đó là Hoàng Khương. Manchester United. Đội trình. Vâng, và lúc này thì tài khoản có tên là Hồng Vân cũng đã có những lời chúc dành cho Manchester United. Cố gắng lên anh đây. Vâng. Quá tuyệt vời dành cho Manchester United. Đội trưởng này đến từ Hồng Hà. Cơ hội Hồng Hà. Đội trưởng đây rồi. Cơ hội. Trời ơi, qua đơn vị. Một tình huống xử lý chưa thực sự thành công đến từ cầu thủ áo số 5 Tuấn Kiệt. Dứt điểm về. Ngày hôm nay thì vị trí của đội bóng Huyền Đỏ FC họ có cả hai số áo 14 thưa quý vị. Số áo 14 đầu tiên là của Hồng Hà và số áo thứ hai cũng là số áo thứ 14 là của cầu thủ Văn Thưởng thưa quý vị. Hồng Hà, Văn Thưởng. Sẽ là quả ném biên nhà cho các chàng trai áo xám. Nhiều đội trận đấu đã bắt đầu giảm đi rồi khi mà thế lực của hai đội có thể là đang giảm sút. Nhưng ngày hôm nay thì Huyền Đỏ bao thế lực nha anh em, khi họ đem đến trận đấu giao hữu này đến với 20 cầu thủ thưa quý vị. Và có cả những cầu thủ chưa kịp mang đồ mà chạy lên luôn nữa.
là tổng cộng hết gần 300 cầu thủ. Vâng, và lúc này thì khán giả cũng đề nghị anh Tý Hồng Kông cũng đã có một chuyến bay rất sớm đến với sân đá Quang Trung để kịp trận đấu này. Cầu thủ đến từ Hồng Kông của chúng ta vẫn đang phải ngồi ngoài. Đường trên một quả đá phạt góc dành cho đội bóng anh ở Liboy. À, ném biên thưa quý vị. Vẫn đặt xuống tưởng đá phạt góc anh em ơi. Hay rồi, đó là bóng dành cho Huyền Đỏ FC tấn kết. Cơ hội đây rồi. Được chuyền vào. Hơi cao mà thôi. Một thủ thành bên phía nở Liboy cũng đã có cho mình được một phong cách ra sân khá là chất trong buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị. Và trận chấp bóng có thể nói là khá mạnh mẽ. Vâng, và lúc này thì trên sân chúng ta có cái chai Aquarius gì đó quăng ra đi anh em ơi, hơi nguy hiểm. Lúc này thì vị trí của Hiếu Torres đã được vào sân. Đây sẽ là vị trí của cầu thủ số 19. Được chỉ ra Vinh Công Chúa. Vâng, những pha xử lý quá tuyệt vời của Vinh Công Chúa. Xem tí nữa thì vào thưa quý vị, nếu như không có thủ môn. Bóng vẫn còn dành cho đội bóng ẩn ở Liverpool. Vâng, xử lý rất khéo đến từ vị trí của Hoài Nam thưa quý vị. Một pha sức điểm từ xa đến từ các chàng trai áo xám. Ngày hôm nay thì các chàng trai áo xám họ đem đến với một đội khá đông đều. Khi mà họ có thủ môn, họ có tiền đạo. Vâng, một pha ra vào hợp lý đến từ thủ thành bên phía anh ở Liboy. Thủ thành mang áo số 62 Minh Nhật. Chưa thể hướng đến vị trí của Hiếu Torres thưa quý vị. Rất hay. Đây sẽ là Hoài Nam. Và lúc này thì vị trí của cầu thủ mang áo số 9 Hí Béo cũng đã được vào sân. Có lẽ rằng thì cầu thủ này đang trong chế độ siết người và đang tập gym thì vậy. Một cầu thủ có thể hình khá to bên phía anh ở Liverpool. Bóng vẫn còn dành cho Hiếu Torres. Hiếu Torres, vâng. Rồi, thêm một lần nữa thì một pha vào bóng khá nguy hiểm đến từ những người anh em ở Liverpool. Một trận đấu giao hữu như thế này thì chúng ta không nên có những pha vào bóng như vậy thưa quý vị. Một hàng rào được xếp ra trước khung thành của Minh Nhật. Mọi người đang đứng rào sẽ là vị trí của cầu thủ mang áo số 0. Hiếu Torres, cú vào.
Nhưng tiếp tục sẽ là Manchester United. Những pha xử lý rất mạnh mẽ đến từ đến từ đội bóng anh ấy đi rồi. Quá ghê gớm, đó là những pha xử lý của Vân Công Chúa. Đợi chạy ra, không được rồi, bắt bài tốt. Nhưng có lẽ rằng thì ngày hôm nay họ vẫn có cho mình được những pha liên kết chưa thật sự ăn ý. Đó là Galatasaray Huyền Đỏ FC lúc này. Đội hình chơi cao nhất của họ không ai khác sẽ là cầu thủ mang áo số 18, đó là Hiếu Torres. Vâng, xin chào những anh em. Vâng, trận này anh em vẫn rất xin comment đó quý vị. Xin lỗi anh em đã bỏ quên anh em trong một thời gian khoảng chừng 10 phút. Chúng tôi sẽ tương tác với mọi người ngay sau đây thôi. Xin chào Bùi Hồng Sơn. Xin chào Su Su. Vâng, số 19 đã chuyên nghiệp hả? Vâng, chúng tôi vẫn chưa biết là anh đã chuyên nghiệp cho câu lạc bộ nào. Và có lẽ tôi đoán rằng thì anh đã cho câu lạc bộ BKMS Đồng Nai thì phải. Vâng. Xin chào Bùi Hồng Sơn. Xin chào Nguyễn Jenny. Xin chào tất cả mọi người. Và bàn thắng đã đến rồi. Phát cười đang đọc comment bàn thắng đến luôn anh em. Có lẽ rằng thì người có pha ghi bàn. Đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 19. Số 19 bên phía các cầu thủ Huyền Đỏ FC. Cầu thủ vừa mới ăn tập BKMX Đồng Nai về thưa quý vị. Tỷ số bây giờ là 1-0 dành cho đội bóng Huyền Đỏ. Trận đấu quá kịch tính và căng thẳng tính tới thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì anh nói Lưu Bồi với những sự thay đổi, họ sẽ làm gì trong những phút sắp tới để giúp cho đội bóng của mình có một lợi thế lớn trong trận đấu này đây. Đội trình dành cho TM. Lúc này thì vị trí của cầu thủ áo số 9 cũng đã được vào sân. Vị trí của Tùng Trinh. Dính công chúa. Hay rồi. Tiếp tục sẽ là công chúa. Bóng vô công. Và sẽ bóng vào đến từ vị trí của Vân Công Chúa. Vẫn chưa thể tạo ra được pha cắt mặt nào đến từ những người anh em anh ấy đi bày. Hiếu Torres. Tiếp tục sẽ là Hiếu Torres. Tùng Trinh được rồi. Chưa được. Bóng vẫn còn dành cho đội bóng Huyền Đỏ FC. Được lại bóng dành cho Văn Tượng. Tùng Trinh. Tiếp tục sẽ là cầu thủ áo số 19 bên phía đội bóng Huyền Đỏ FC. Vâng, xin chào tớ có tên là Trần Nguyễn Huyền Phương. Vâng, xong không biết là số 20 có đồ nào nữa. Vâng. À, chút nữa anh em chúng ta sẽ chiêm ngưỡng được bộ mặt đẹp trai của cầu thủ vàng áo số 20. Chúng ta bây giờ anh cũng hơi mệt rồi, hơi đuối rồi. Ngồi nghỉ xíu rồi đá tiếp thôi anh em. Vâng, xin chào anh Phan Trần Phi Toàn. Vâng, cũng đã có những kết bè đến từ Phan Trọng Phi Toàn dành cho những người anh em Huyền Đỏ. Nếu như anh em chiến thắng trong trận đấu này sẽ là một kết Heineken dành cho đội bóng Huyền Đỏ FC. Vâng, bên phía khán giả của câu lạc bộ FC Huyền Đỏ cũng đã có một lời đáp trả là một kết sau đấu anh Phan Trọng Phi Toàn ấy.
Quá tuyệt vời, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Bầu không khí quá thú vị. Nhưng đây sẽ là một cơ hội quá nha, để có thể công phần xác định. Tùng Trinh. Và các bóng tốt đến từ vị trí của Vinh Béo. Bóng vào cầu, chuyền đi ngay. Một pha sát điểm rất nhanh. Và lúc này thì có vẻ rằng vị trí của cầu thủ mang áo số 3 Hải Nguyễn đang phải bị đau, thưa quý vị. Vâng, và lúc này thì vị trí của Minh Nhật đã được quay trở lại sân. Và có lẽ rằng thì shipper mới ship cho anh một đôi giày vào đục đôi găng tay kịp thời, để có cho mình những phút giây tiếp theo tự tin hơn và tỏa sáng hơn. Nguy hiểm. Và xuất điểm rất nhanh đến từ những người anh em anh Early Boy. Chưa thể vượt qua người thành công, đó là vị trí của Tùng Trinh. Cơ Hiu Tô Rết, Hiu Tô Rết và Hiu Tô Rết. Chúng ta sẽ lại tình huống này. Một pha xử lý quá đẳng cấp đến từ Hiu Tô Rết. Và một pha ăn mừng quá cảm xúc dành cho cầu thủ mang áo số 18. Quá tuyệt vời. Một siêu phẩm được tạo ra trong trận đấu này dành cho Hiếu Gorex. Và có lẽ rằng thì tối ngày hôm nay Facebook chúng ta sẽ bùng nổ mà thôi. Một vài xuất điểm như vậy đối tượng Hiếu Gorex thì công tác highlight thì quá ổn thưa quý vị. Mà sao anh quay anh Lê cái gì kỳ ấy? Anh quay anh Lê kỳ ấy? Mất cơ, không thích nó. Sao quay lại gì vậy? Hả? Quay lại gì vậy? Quay... quay ly mất cái tình huống đẹp của người ta rồi. Hiểu tao đấy. Manchester United. À. Phòng sức mạnh là Vision. Và là thế một bàn bây giờ đang thuộc về cho các chàng trai bên phía Huyền Đỏ FC. Và lúc này thì vị trí của cầu thủ mang áo số 20 bên phía anh Early Boy cũng đã được vào sân. Vâng, đội đẹp trai quá đã báo rồi. Cơ vực. Cơ hội. Cơ bay. Một pha xử lý hơi nguy hiểm một tí đến từ cầu thủ mã số 20 khi anh mới được vào sân. Vâng, xin chào tài khoản có tên Thanh Tùng. Xin chào tài khoản có tên là Trang Nguyễn Tường Vy. Ok, xin chào mọi người rất nhiều. À vâng, Vân Công Chúa Mai Đỉnh xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngày hôm nay thì Vân Công Chúa là người giúp cho đội bóng anh Early Boy. Anh Early Boy có được bàn thắng duy nhất tới thời điểm hiện tại trong thời điểm này dành cho đội bóng áo xám. Và bánh mì kẹo thịt. Nhưng cuối cùng thì vị trí của cầu thủ mang áo số 10 đó là Hoàng Khương đã thi đấu thành công. Tùng Trinh tốc độ rất gay, tiếp tục là cầu thủ áo số 8 Hiếu Torres. Một pha cắt kéo rất lắc lẻo đến từ cầu thủ áo số 11 thưa quý vị. Xuất điểm ngay, cơ hội, vào vào con, cơ hội. Ba cầu thủ đánh giá cho vị trí của cầu thủ áo số 14. Một pha xoay người xuất chậu, cú xuất điểm hai lần liên tiếp. Tôi kính chào tôi thành bên phía đội bóng áo xám phải bó tay. Và bàn thắng thứ ba đã đến rồi. 3-1 dành cho Huyền Đỏ. Và cách biệt bây giờ là 2 bàn. Những sự khó khăn dành cho đội bóng anh Early Boy. Còn đó là những sự tỏa sáng của Vinh Công Chúa, cùng với đó là những anh em của anh. Quá người hay rồi, khoảng trống, sử dụng.
và xét điểm số nha. Một cơ hội đã trôi qua. Và xin chào tài khoản có tên là Phan Trung. Nếu như anh em thích comment như thế này thì hãy cho chúng tôi một lượt xe luôn nha anh em. Xin chào tài khoản có tên là Trân Nguyễn Huyền Thương. Vâng. Anh em có thể bày tỏ cảm xúc qua fanpage của chúng tôi. Yêu anh nào là team anh đó luôn nha anh em. Chúng tôi có chế độ team trên đầu cầu thủ đó, anh em cứ nhấn vào để team. Vĩnh công chúa. Sao? Điểm. Đúng rồi, lúc này thì ngoài khán đài B của chúng ta vẫn đang tiếp nhận những khán giả đến từ Khánh Viên FC thưa quý vị. Đó là Thuận Baby và Huy Gốc Phụ. Những khán giả có thể nói là những khán giả trung thành của câu lạc bộ bóng đá Sân Quang Trung, cũng như là ekip của chúng tôi. Có lẽ rằng thì mấy cameraman Hồng Phong nên mới nén lại xem bóng đá đó anh em à. Phút 37 rồi nha anh Tiến. Và lúc này thì đồng hồ đã đếm đến phút thứ 37. Phút 37 của trận đấu, chúng ta đang có một tỷ số là 3-1. Trong hiệp 1 này thì hai đội đang có cho mình được một thế trận tốt. Nhưng lợi thế của anh Ali Boy đã không được giữ vững lâu. Và đang phải gặp khó trước ngưỡng người anh em Huyền Đỏ FC. Nhờ những sự tỏa sáng đến từ Manchester United cũng như là Hiếu Torres và cả những người anh em mới được vào sân. Vâng, xin chào Thanh Tùng. Vâng, Thanh Tùng cũng đã có những lời nhắn nhở yêu thương dành cho anh Phong Thịt Chó thưa quý vị. Bóng vẫn còn dành cho đội bóng Huyền Đỏ FC. Không được rồi, không có tình huống phao rồi. Xin chào anh Phi Toàn. Vâng, ngày hôm nay thì theo những lời nhắc nhở thì Huyền Đỏ FC ngày nay thiếu đi sự vắng mặt của Tùng Vi Đích và cả Toàn Marcelo nữa thưa quý vị. Hai cầu thủ đến từ châu Âu của đội bóng Huyền Đỏ FC. Ngày hôm nay thì đội bóng Huyền Đỏ FC chơi rất trội khi đã mang đến với rất nhiều cầu thủ ngoại hạng Anh cũng như là La Liga để đến có cuộc đối đầu với những người anh em anh Early Boy thưa quý vị. Bóng vẫn còn. Hi Béo có bóng. Vừa rồi là thủ thành Béo Hồng đã có pha cản phá đến từ vị trí của Huy Béo. Vị trí của thủ thành mang áo số 23 đó là Mờ Sang. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã cho nó còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Trận đấu giữa Huyền Đỏ và Nelly Boy kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì tạm thời Huyền Đỏ dẫn trước với tỷ số là 3-1. Chúng ta sẽ bước vào giờ nghỉ lao trước khi bước vào hiệp thi đấu thứ hai. Hello.
Cái này là cái gì đây? Con tên gì? Tấn Phát hả? Con mang áo 67 lá tì Tuấn không? Hả? Cái gì? Rút báo hả? Hồi nãy mang lấy đồ không kịp đó đúng không? À. Phước beo được không? Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giao hữu giữa Hình Đỏ FC và anh Ali Boy. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì tỷ số là 3-1 dành cho đội bóng Huyện Đỏ FC. Và trong hiệp đấu thứ hai này, anh Ali Boy họ phải buộc lòng chân cầu để tạo ra được thật nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Phải là thật nhiều tình huống nha anh em, khi mà các khán giả vẫn đang sức mong chờ để có những sự hô hét sau khi đội bóng anh Ali Boy có bàn thắng. Và lúc này thì các chàng trai vẫn đang thật sự cố gắng. Cơ hội một pha dứt điểm ngay đến từ vị trí của Vân Công Chúa. Ngàn triệu được rồi hả? Hả? Chiếc tiền xăng cổ đâu không? Đợi trình Vinh Công Chúa. Hay rồi, lấy luôn 30k đi ăn sáng. Cơ hội dành cho cầu thủ số 8 Hoa Nam. Dứt điểm, không vào. Một pha sọc thắng với trung lộ đến từ vị trí của cầu thủ số 8 mà cú dứt điểm ai của anh. Có thể nói là sức nhanh thưa quý vị. Một cú dứt điểm mà khiến cho Doraemon cũng phải giật mình. Hiếu Torres. Vị trí của Hy Béo đang có bóng. Hy Béo. Chưa ngủ đi không chịu. Má chưa ngủ được tiếng rưỡi luôn á anh Thịnh. Quá đã luôn. Văn Tưởng, những pha đè gầm rất quen thuộc trong bộ môn bóng đá phút sàn. Phước Báo. Có thể thấy rằng thì ngày hôm nay đội hình của Huyện Đỏ FC đem đến rất đông cầu thủ và rất nhiều cái biệt danh. Chúng ta có thể thấy thì Huyện Đỏ là một đội bóng rất bảo tồn động vật thưa quý vị. Báo bèo hỗ trợ gì họ cũng bảo tồn hết cả. Và sẽ là một tình huống đá phạt dành cho anh Ali Boy. Dứt điểm ngay, không được rồi. Vâng, và lúc này thì cầu thủ đến từ Hồng Kông cũng đã được vào sân. Tí Hồng Kông, thưa quý vị. Và vẫn có rất đông những cầu thủ có cái tên rất độc lạ trong buổi tối ngày hôm nay, khiến cho bầu không khí của chúng ta bớt đi những sự căng thẳng trong những trận đấu giao hữu hay như thế này. Bóng vào con Hiếu Torres. Cầu thủ này cũng đã nhận được rất nhiều danh hiệu cá nhân trong rất nhiều mùa giải mà anh tham gia. Tí Hồng Kông, không được rồi. Và một bóng quá nguy hiểm nhưng tiếp tục sẽ là Tí Hồng Kông. Cầu thủ đến từ Hồng Kông này vẫn đang tạo ra đôi chút nguy hiểm
dành cho đối phương. Cơ hội, cơ hội. Một tình huống nguy hiểm về phía công thành của đối phương đến từ vị trí của Hy Béo. Hy Béo vẫn đang cho thấy được sự nguy hiểm của mình. Và như vậy xử lý một chạm khá tinh tế. Pha bóng hay đến từ TM. Bóng vẫn còn. Tiếp tục sẽ là những người anh em bên phía đội bóng Huyền Đảo FC. Đường chuyền dài đến từ vị trí của Doraemon. Nhật Doraemon vẫn đang có cho mình được những pha xử lý khôn khéo trong khung gỗ. Và ngày hôm nay anh chọn cho mình một đôi găng tay hiệu Made in Việt Nam. Vâng, mèo méo Nhật nhưng vẫn chơi hàng Việt Nam nha anh em. Bóng vẫn còn dành cho Văn Thuận. Đường chuyền hay, Hiếu Torres không được rồi. Gần 5 phút trôi qua trong hiệp thi đấu thứ nhất thì hai đội vẫn đang có một thế trận châu cân bằng. Xin lỗi mọi người, hiệp thi đấu thứ hai mới đúng. Một thế trận cân bằng trong hiệp thi đấu thứ hai này. Và phải thật sự cố gắng dành cho đội bóng An Early Boy mới có thể giúp cho họ có được ít nhất là một bàn thắng ở thời điểm này. Thời điểm mà có thể nói là rất nhạy cảm. Dinh công chúa. Đây sẽ là cầu thủ mặc áo số 0. Ngày hôm nay thì những sự ủng hộ của những bóng hồng đang ở phía ngoài dành cho anh Early Boy là liều thuốc tinh thần dành cho đội bóng này. Vâng, trên khung hình của các bạn đó là những bóng hồng dành cho các cầu thủ của anh Early Boy. Dính công chúa. Một pha phát bóng rất mạnh lên phía trên. Hy Béo. Bóng vẫn còn quá khéo dành cho Hy Béo. Nhưng sẽ là một tình huống đá phạt dành cho các chàng trai áo sáu của chúng ta. Và xin chào anh Phan Trung. Vâng. Và lúc này thì tài khoản có tên Phan Trung đã có những lời nhắc nhở dành cho vị trí của Hiếu Torres. Nếu như Hiếu Torres ghi thêm 3 bàn thắng nữa thì anh ba sẽ thưởng cho Hiếu Torres nguyên rổ đào. Quá tuyệt vời, một rổ đào dành cho Hiếu Torres nếu như cầu thủ này ghi thêm được 3 bàn thắng nữa. Và sẽ thật sự khó khăn nếu như họ không thể có một thế trận tốt trước các chàng trai Early Boy trong hiệp thi đấu thứ hai này. Và Hiếu Torres sẽ được các chàng trai Huyền Đảo FC ưu ái để có thể thi đấu nhiều hơn. Để có thể lấy được rổ đào đến từ vị trí của anh Ba Trung. Sức điểm cao bầu. Và sức điểm sớt nhanh. Đây sẽ là vị trí của Hiếu Torres. Và chống vào. Lúc này thì tí Hồng Kông vẫn có vẻ là khá đổ bóng thưa quý vị. Nhưng bóng vẫn còn dành cho Hy Béo. Tí Hồng Kông đã lùi về kịp thời. Vâng, chúng tôi vừa nhắc đến cái tên Tí Hồng Kông thì ngay lập tức anh đã có cho mình một pha cản phá kịp thời trước khung gỗ của Nhật Doraemon. Đây sẽ là vị trí của cầu thủ áo số 11. Sa Khải.
Như chưa tới thành công đến từ vị trí của cầu thủ 360. Văn Tuấn hay rồi, lấy luôn đi 30k của cầu thủ 3 số 11 rồi. Đức Trinh không được. Có vẻ sau trận đấu này chúng ta sẽ có thêm một trận đấu nữa trên một mặt sân khác. Và anh em nên nhớ sau trận đấu này anh em hãy chuyển khoản mấy cái tiền 30k đó nha anh em. Vâng, rất quan trọng cho những bữa ăn sáng của anh em. Ra cây Văn Tuấn không được rồi, phải can thiệp kịp thời đến từ vị trí của Vinh Công Chúa. Vâng, đặt tên Vinh Công Chúa vậy thôi, nhưng mà hôm nay anh thi đấu không khác gì Superman thưa quý vị. Anh chạy rất ghê, công thủ toàn diện luôn. Hì béo và sạc cầm bà hai lần liên tiếp. Đường Trinh, đây sẽ là vị trí của Heo Torres. Đây sẽ là học tí Hồng Kông Tùng Trinh. Nhưng mà xử lý rất dễ của Tùng Trinh. Và các bài tốt quan trọng. Có lẽ rằng thì lúc này thì Huyền Đỏ FC họ không muốn có cho mình thêm được bàn thắng. Và có lẽ rằng thì rổ đầu ở khu vực Galaxy gì đó của Hiếu Torres sẽ mất trong tầm tay nếu như anh không thể có cho mình được ít nhất là một bàn thắng trong thời điểm hiện tại. Dứt điểm cơ bầu. Vâng, rất nhiều phần thưởng mà những người anh em yêu mến đội bóng Huyền Đỏ FC dành tặng cho Hiếu Torres. Một bàn thì được hai xì rượu, mà ba bàn thì được rổ đầu. Vâng, quá nhiều phần thưởng dành cho Hiếu Torres lúc này. Xin cảm ơn anh em đang xem livestream với một tinh thần khá vui vẻ. Và chúng tôi vẫn rất thích làm những trận đấu như thế này. Trận đấu không làm cho chúng ta có những phút giây stress thưa quý vị. Xin chào Uyên Phương, xin chào Phan Trung, xin chào chào Nguyễn Tư Vi. Vâng, xin chào những chị em đang xem sóng livestream nha. Vâng, những cô gái rất yêu bóng đá, những thường xin comment. Xin cảm ơn những các bạn rất nhiều. Vâng, lúc này thì đã có những lời giành giật Vinh Công Chúa trên sóng livestream rồi thưa quý vị. Giành giật đến từ cầu thủ phía Huyền Đỏ FC. Dứt điểm đến từ vị trí của cầu thủ 369 đó là cầu thủ gì rồi chúng tôi cũng quên tên rồi. Đó là vị trí của Tùng Trinh thưa quý vị. Bản tưởng hay rồi. Vinh Công Chúa, đồ chơi hay dành cho người đồng đội của mình. Hoàng Khương, Hoàng Khương cũng đã quay trở lại sân sau khi anh có ít phút nghỉ trả lao. Đội chơi đã đâu vẫn chưa thể tạo ra được tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Nhật Doraemon thưa quý vị. Yếu tố red. Tiếp tục sẽ là vị trí của Heo Torres. Trận đấu này vẫn đang thu hút rất đông khán giả đến xem đến sân xem trực tiếp từ quý vị. Những sự đồng hồ của khán giả trên sân bóng đá quan trọng luôn là tiền đề giúp cho chúng tôi tác nghiệp một cách tốt nhất và tác nghiệp một cách hăng say nhất. Cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Cảm ơn nội ngoại hai bên.
đã đến xem sân trực tiếp cũng như là xem trên fanpage Quang Châu Sport của chúng tôi. Lợi thế Hiếu Béo công lực. Hiếu Béo vẫn đang có cho mình rất nhiều tình huống xuất điểm. Nhưng có xuất điểm trúng ngay cả cây cột điện mà thôi. Quá khó khăn dành cho các trận trời ở Lee Boy trong hiệp thi đấu thứ hai này. Và chưa đầy 15 phút trôi qua, nhưng thời gian vẫn còn rất nhiều dành cho những trận trời ở Lee Boy. Những trận trời ở tuổi đôi 10 thì tinh thần của họ là không bao giờ khuất phục từ việc. Ủa, anh Thịnh sao nó chậm dữ anh Thịnh? Sao nó cái việc tay nó chậm quá vậy? Em chỉnh lên tới 90%. Đường chuyền dành cho vị trí của cầu thủ ma số 14 Văn Tượng. Người anh em sinh đôi của anh cùng cha các ông nội của Văn Tượng đó là cầu thủ ma số 14 Hồng Hà. Hai cầu thủ này ra sân với một số cặp khá đẹp. Có lẽ rằng thì trong một buổi chiều đẹp trời nào đó hai cầu thủ này rủ nhau bao lâu nhưng không trúng nên hơi cày đặt luôn cái số áo 14 này. Và đây sẽ là Văn Tượng. Đường chuyền hay dành cho Tùng Trinh. Tùng Trinh cơ hội không được. Huy Béo đã lùi về kịp thời. Hãy đôi cơ hội. Một pha dứt điểm trúng cột dọc của Tùng Trinh thưa quý vị. Một pha chích mũi giày. Kéo lên tới đây luôn mà nó chạy không nhanh. Một quả đá phạt chết chính diện công thành dành cho đội bóng An Early Boy. Vâng, xin chào Nguyễn Jenny. Vâng, đã có những lời chúc dành cho anh Hy Béo. Vâng, Hy Béo cố lên. Hy Béo không được. Lúc này thì Hy Béo vẫn tung ra cho mình được những cú dứt điểm. Quá đáng tiếc trong pha xử lý vừa rồi của Hy Béo. Hiểu Tàu Rạch vẫn đang rất cố gắng đến từ Hiểu Tàu Rạch không được. Sẽ là một tình huống ném đi dành cho đội bóng Hiện Đội FC. Đây là vị trí của Phước Bảo. Không được rồi. Văn Tượng. Văn Tượng lúc này cũng đang thi đấu rất hăng say nơi
khu vực vòng tròn giữa sân dành cho đội bóng Huyền Đại FC. Một pha dứt điểm mém tí nữa lên bóng đèn của sân đá Quang Trung. Pha bóng 1-2 tốt. Hoàng Khương, Hoàng Khương và bóng bài tốt đến từ vị trí của thủ thành Nhật Doraemon. Doraemon lúc này vẫn đang thi đấu rất tập trung thưa quý vị. Cầu thủ có cái biệt danh mèo máy Nhật này vẫn đang thi đấu cho một câu lạc bộ tại Việt Nam. Và chính xác hơn nằm tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và trận đấu này chúng tôi vẫn đang phát sóng trực tiếp qua phần bài Quang Trung Sport. Nếu như anh em yêu thích trận đấu này, hãy cho chúng tôi một lượt like và một lượt chia sẻ nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đội chiến bầu chưa được. Hiếu Tô Đét. Lúc này thì Hiếu Tô Đét vẫn đang thi đấu một cách khá chuyên nghiệp. Một cầu thủ đến từ ngoại hạng Anh đang giúp cho đội bóng Huyền Đỏ FC có cho mình được một lợi thế rất lớn trong hiệp thi đấu thứ hai này, khi mà những sự khó khăn dành cho đội bóng Anh Early Boy trong hiệp thi đấu thứ hai. Rất hay, cơ hội dành cho Văn Tưởng. Phía bên trong là Tùng Trinh. Đội chiến dành cho Hiếu Torres. Hiếu Torres, bóng vẫn còn Hiếu Torres. Tùng Trinh. Phải nhắc thật nhiều về cái tên Tùng Trinh. Vừa rồi là pha đột phá của Hiếu Torres và Tùng Trinh đã có một pha nhấp nhịp gãy luôn hàng phòng ngự của đội bóng Anh Early Boy, và tỷ số lúc này nó lên thành 4-1 dành cho đội bóng Huyền Đỏ FC. Ngoài năm Vĩnh Công Chúa rất hay rồi. Cơ hội, hãy xông vào vị trí của cầu thủ mang áo số 20. Độ đẹp trai của anh đã được tăng lên 100 rang rồi. Sau khi cầu thủ mang áo số 20 có được bàn thắng, Hoàng Khương là người ghi bàn sau một tình huống mà Vĩnh Công Chúa thì đấu quá sắc sảo, và người được hưởng lợi nhiều nhất là Hoàng Khương thưa quý vị. 4 ngày dành cho anh ấy rồi. Cuối cùng thì bàn thắng của hiệp thi đấu thứ hai dành cho Nở Liên Hồi đã xuất hiện. Một chiếc thẻ vàng dành cho Hy Béo. Bắt đầu thì chúng ta đã có những phút giây căng thẳng rồi. Sau khi Nở Liên Hồi họ có bóng. Đội chuyền, tôi xin chào. Vâng, có lẽ rằng thì Huyền Thương là có lẽ là người yêu của anh Hoàng Khương đây đúng không mọi người? Vâng. Khen quá trời luôn. Rất chịu comment đây quý vị. Đội chiến, có phải đó là pha sức điểm. Cả sức điểm góc sút khá hẹp dành cho Tùng Trinh. Tý Hồng Công tiếp tục là cầu thủ
Mở số 75. Cầu thủ có cái tên khá ngầy trong đội hình của FC Huyền Đỏ lúc này, đang vẫn thi đấu khá thành công thưa quý vị. Hiếu Torres. Tùng Trinh. Pha bay người rất gây đến từ thủ thành bên phía anh Early Boy Hiếu Torres. Đội trên cơ hội dành cho Văn Tưởng không được. Hy vọng vẫn chưa có bàn thắng nào đem về cho vợ đến từ Hy Béo thưa quý vị. Khá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi thì Hy Béo đã có một khoảng trống mênh mông đã tung ra một cú sức điểm, nhưng cuối cùng bóng lại đi khá cao so với cung thành của Nhật Rô Doraemon. Hy Béo ngày hôm nay thì Hy Béo phải tích cực dứt điểm để có thể tìm kiếm ít nhất là một bàn thắng dành cho người yêu hay là vợ của mình đang chờ đợi đó nha. Hay rồi, Văn Tưởng khá khó chịu và xử lý tranh chấp ở khu vực giữa sân khá mạnh mẽ thưa quý vị. Vinh Công Chúa, như tôi đã nói thì Vinh Công Chúa, anh đặt cái tên công chúa cho vui vậy thôi, nhưng thật ra anh là một Superman chính hiệu thưa quý vị. Chạy không biết mệt từ trên xuống dưới. Dính công chúa đây rồi, công được. Và xử lý rất nhanh đến từ Nhật Doraemon. Một cơ hội. Bóng vẫn còn. Một cơ hội dành cho Văn Tưởng. Văn Tưởng điều chỉnh dành cho A Tùng. Chưa được rồi. Tùng Trinh cơ vào. Cơ Vinh Tân là người dứt điểm cuối cùng, nâng tỷ số lên thành 5-2 dành cho đội bóng Huyền Đỏ FC. Sau khi Tùng Trinh có một vài dứt điểm chưa thể chiến thắng được thủ thành bên phía anh Early Boy, thì vị trí của cầu thủ mang áo số 21 đã rất nhanh và tung ra một cú sút không biết đường nào mà mò dành cho thủ thành anh Early Boy.
Gì anh? Máy kia nó nhiều chức năng hơn, nó dễ chỉnh. Và tí Hồng Kông cũng đã được cho ra nghỉ sau khi anh có những phút giây thi đấu quá hào hùng dành cho đội bóng Huyền Đỏ. Và Tông Trinh dành cho đội trình dành cho cầu thủ áo số 14. Cơ hội dành cho cầu thủ áo số 19. Rất hay, rất chịu khó tranh chấp. Và các cầu thủ tốt đến từ Hoài Nam. Hoài Nam cơ bầu. Sự xử lý xuất sắc đến từ vị trí của thủ thành Nhật Doraemon. Một bảo bối gì đó giúp cho Nhật Doraemon vẫn đang đứng vững phong độ trong trận đấu này. Rất hay. Bóng vẫn còn dành cho đội bóng Huyền Đỏ FC. Đội trình. Đây sẽ là vị trí của Hoàng Khương. Hoài Nam. Một cơ hội dành cho đội bóng áo xám. Tiếp tục sẽ là Hoài Nam. Hoàng Khương. Hoài Nam không được rồi. Và xử lý hơi vội trong khu vực hẹp như vừa rồi sẽ là rất khó khăn. Không vào. Hiếu Torres, tốc độ dành cho Tùng Trinh, cơ bầu. Và cản phá kịp thời đến từ thủ thành bên phía anh Early Boy. Vinh Công Chúa, không được. Hoàng Tượng dứt điểm cao vào. Vâng, thêm một nguồn thông tin mà nhờ chúng tôi được biết thì ngày hôm nay mới là Huyền Đỏ Rio đúng không anh em? Những ngày hôm trước thì Huyền Đỏ đã cho mình một nhãn hàng super fast nào đó. Chưa, đợi đấy. Đăng ký mạng lại đã, hết mạng rồi. Xài hết 5 GB. Không có tính. Không muốn. Doraemon. Đấy,
Đội chỉ dài đến từ vị trí của Ngọc Thuận không được. Lúc này thì thủ thành bên phía anh ở Lê Bòi cũng đã tham gia tấn công rồi. Và đã có tình huống bóng chạm tay, sẽ là một tình huống đá phạt dành cho đội bóng anh ở Lê Bòi. Vâng, và sau khi khắc phục thì buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi đã quay trở lại với một tình huống đá phạt dành cho anh Early Boy. Ngọc Tưởng, Ngọc Tưởng lại thêm một siêu phẩm nữa dành cho vị trí của cầu thủ mặc áo số 14 trong ngày hôm nay. Tập trung lại. Ta muốn có hình người ta cắt về highlight mà anh cứ cắt qua dây là chết mẹ rồi. Vâng, xin chào những khán giả đang xem trực tiếp qua phần bày qua cho sport của chúng tôi nha. Xin cảm ơn anh em rất nhiều đã cùng đồng hành. Cơ hội lần này là Doraemon. Và bắt bóng kịp thời đến từ Doraemon thưa quý vị. Có lẽ rằng thì những phút vừa qua thì Doraemon không cần sử dụng trong chống tre nhiều. Anh chỉ cần một bỏ bối kịp thời, đó là găng tay chuột túi thôi. Nhưng lần này đó là bàn thắng dành cho đội bóng anh Early Boy. Vâng, có lẽ rằng thì đây là Novita thôi quý vị. Novita Hoài Nam. Khi mà Doraemon thì gặp Novita thì cũng phải tắt điện mà thôi. Quá hay. Một pha xử lý quá tinh tế đến từ vị trí của Hoài Nam. Và tỷ số đúng đúng án số còn 5-3 dành cho đội bóng anh Early Boy. Tuyệt vời. Vẫn còn đó là thời gian dành cho họ có thể tạo nên chuyện trong những phút sắp tới. Tiếp tục là cách trình sai anh Early Boy. Cơ hội Hoài Nam. Hoài Nam có thêm một lần nữa thì Hoài Nam đã chứng tỏ mình là một Novita đích thực. Anh có cho mình rất nhiều skill đó quý vị. Tạo ra rất nhiều khó khăn dành cho Doraemon Minh Nhật của chúng ta. Một câu chuyện cổ tích mà các cầu thủ hai đội đang tạo ra trên sân bóng đá Quang Trung. Rất nhiều tình huống nguy hiểm mà hai đội tạo ra trong trận đấu này. Nhưng đây sẽ là những người anh em anh Early Boy. Hoài Nam đội chuyện dành cho Hoàng Cương. Không được rồi. Hoàng Cương ngày hôm nay cũng đã có cho mình một bàn thắng. Cái việc bây giờ chỉ là hai bàn mà thôi. Thời gian vẫn còn đủ để cho đội bóng anh Early Boy có thể có cho mình những sự bất ngờ. Tùng Chinh có không được rồi. Được chia ra một cái có rất nhanh đến từ cầu thủ mặc áo số 19 của xuất điểm đến từ anh Khoa. Sẽ một quả đá phạt trước bên hành lang cánh phải theo hướng tấn công của những người anh em ở Lê Bòi.
Lúc này thì sẽ là vị trí của Nobita Hoài Nam. Hoài Nam cây ơn có bầu. Lần này thì Doraemon đã thi đấu tập trung hơn. Tỷ số lúc này là 6-3 anh em. Hơi nhầm lẫn một chút nhưng không sao. Chỉnh lại ngay em à. Cặp bóng tốt. Cơ hội dành cho đội bóng áo đỏ. Anh Khoa. Đội chuyền hay. Tùng Trinh. Tiếp tục sẽ là Tùng Trinh. Nhưng và xài sở quá khéo, quá ngọt ngào. Không được. Và đúng lúc này thì tiếng gọi của ông Văn Tiến cũng đã cất lên. Bây giờ trận đấu của chúng ta cũng đã kết thúc. Và xin chúc mừng chiến thắng nhà trò Hoàng Đỏ FC. Và xin chào hẹn gặp lại mọi người trong những buổi livestream tiếp theo.